Lèo số 2 giải thanh niên. Đô hữu tiệp của Liên Hồng đứng đầu lèo và đô kim đoàn của Thượng Mỗ trên lèo 12 đô chuẩn bị. Xin giới thiệu đô Phạm Quốc Việt giơ tay trình mà và đứng đầu lèo và đô Phạm Quang Linh giơ tay chỉnh là mang trang phục xanh da xanh. Mời trọng tài Nguyễn Đình Lệ lên điều khiển trận đấu. Hai đội nghe theo sự điều khiển trọng tài chính. Vâng.